kênh YouTube Chica View. Chào tất cả mọi người. Mình đang di chuyển trong cái dự án là khu dân cư Đức Phước 3 Dream City. Tuy nhiên thì mình không có quay về cái dự án này mà đã quay rồi, nên bây giờ mình sẽ đi qua và quay cái dự án khác. Thì cái dự án mình đang chuẩn bị quay có tên là Dragon City, thành phố của rồng ha. Về cái dự án mà Dragon này thì như mình biết thì họ đã bán khá là lâu rồi. Như trên màn hình mà thấy thì chúng ta đang chạy cái đường cặp bên hông của Dragon City. Thì mọi người chịu khó quan sát ha. Chút nữa thì sau khi mà chạy cặp cái hông xong á, thì mình sẽ đi từ cổng chính đi vào và quay cho mọi người xem. Dragon City này lúc mà hình thành thì trên cái trục đường mà mình đang chạy rất là nhiều quán nước họ buôn bán. Lúc đó bên môi giới họ có chào và mời mình lên xem có đầu tư không. Cái thời điểm đó thì mình không có quay lại cho mọi người xem, tại vì lúc đó chưa làm bên YouTube. Tuy nhiên trong quá trình mà đi coi rất là nhiều dự án để đầu tư thì mình thấy nghĩ tại sao mình không quay cho mọi người xem luôn, và biết đâu đó thì có ai mà thích đầu tư, muốn đầu tư và cảm thấy có tiềm năng thì đầu tư vào. Chứ để một mình đi xem thì nó cũng ổn. Nên mình mới mở ra cái kênh YouTube Chica View và đi quay các dự án cho mọi người xem. Thì đã lâu rồi không có vào cái dự án Dragon này, thì sẵn tiện là hôm nay đi trên bầu bạn thì mình cũng vào và mình quay cái dự án Dragon City cho mọi người xem. Thì mọi người chịu khó, tại vì trên cái đường mình đang di chuyển đó là cái đường này chưa có cán nhựa, chỉ có lót đá thôi, nên chạy nó khá là dặn. Về cái dự án Dragon City này, diện tích là khoảng là 8 hectare, chủ đầu tư là Tấn Điền Phát, nằm trên mặt tiền đường. Mình đọc trên mạng nha, đọc trên mạng thì mặt tiền là đường HL610, thì không biết là chính xác không. Đây là nó thuộc về thị trấn Lai Quyên, huyện Bầu Bàng. Thì bây giờ mình sẽ chạy vào cái cổng chính của dự án này. Mình nhớ lúc mà bên môi giới mời mình lên đây để xem dự án thì trên đây khá là nhộn nhịp. Còn hiện tại thì chắc họ đã bán hết sản phẩm rồi, nên nó cũng tương đối là vắng lại ha mọi người ha. Ok, hên quá xe chạy lọt. Đây là cái trục đường chính đây. Trục đường chính để của dự án Dragon City. Thì mọi người quan sát tổng thể ha, là mình cho tới camera ngay chỗ này, mình cho quay bên ngoài cho mọi người xem. Để chạy có một hướng như thế này thì nó cũng dở. Đây là tổng cảnh quan toàn bộ về Dragon City nha.
Vì cái Dragon City này nó không có cái cổng vào, không có cổng chào, nên lúc mà chạy quẹo vào thì mình cũng quên là quay cho mọi người. Nó khác các dự án khác là thường sẽ có cái cổng chào rất là hoành tráng ở phía trước. Tuy nhiên cái dự án này thì nó lại không có. Dragon City nếu mà tính đường DX thì nó sẽ nằm phía sau của Đức Pháp 3. Còn đường 6HL610 thì nó là đứng trước Đức Pháp 3. Nói chung là cái cụm ngay chỗ này của thị trấn Lai Uyên á là rất là nhiều. Đến Dragon này là 5 dự án liền kề với nhau. Thì mình xin phép là sẽ đọc một số thông tin về dự án này. Tên dự án là Dragon City. Vị trí là đường HL610, thị trấn Lai Uyên, Bầu Bàng, Bình Dương. Chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Tấn Điền Phát. Tổng diện tích là 8 hectare, quy mô là 552 nền. Đó là những cái thông tin mà sơ lược về cái dự án này. Nói chung về những cái con đường rất là rộng. Bây giờ mình sẽ nói về tổng thể về cái dự án này. Đường thì cái đường trục đường chính là ok, rất là rộng. Cây trồng, cây cũng cây xanh cũng đã trồng. Còn về điện thì đây lại là một cái dự án điện nổi ha. Còn lề đường thì mới chỉ có cán xi măng thôi, họ chưa có lót bằng gạch. Với cái quy mô là 8 hectare thì nói chung so với các dự án liền kề thì chắc là nhỏ nhất. Ở phía xa thì mình thấy có một cái mẫu nhà, thì mình sẽ đứng từ xa và quay về cái mẫu nhà đó cho mọi người xem. Nói chung mà vô dự án mà có một cái nhà thì mình rất là thích, tại vì sẽ cho mọi người xem có thấy được là cái mẫu nhà chung của các dự án nó như thế nào. Về Dragon City này thì họ bán khá lâu, và lúc mà bán thì giá cũng tương đối cao chứ cũng không thấp. Lúc đó cách đây là đã hình như cũng gần 2 năm mà mình có lên dự án này thì nghe giá chào là nó cũng hơi rác rồi. Dự án nhỏ tuy nhiên lại làm điện nổi nữa, nên đây là cũng một cái điểm trừ. Nếu mà làm được điện âm thì nó tốt quá rồi. Ok, mình sẽ cho camera quay bên ngoài và sẵn tiện là cho mọi người thấy được luôn cái mẫu nhà của dự án này. Đây, mẫu nhà đây mọi người. Nói chung là cái mẫu nhà này cái kiểu làm mái giống như là biệt thự mini ha. Nếu mà có một căn nhà cắt kế bên nữa thì nó sẽ tạo ra thành giống như là một cái biệt thự lớn. Thì đây là một cái ý tưởng cũng hay. Đó, mọi người có thể thấy cái tổng quan của cái dự án này. Ok mọi người, thì đó là một cái hình ảnh bên ngoài, ngoài xe, và có cái mẫu nhà tại dự án Dragon City. Thì về nói về cái mẫu nhà này thì mình thấy nói chung là một ý tưởng nhìn thấy khác cũng khá là đẹp. Nếu mà hai cái nhà nó liền kề lại thì
nó sẽ tạo ra một cái hình ảnh một cái nhà lớn quy mô, tại vì đây chỉ có một cái nhà đơn lẻ nên mình nhìn thấy nó tương đối nhỏ. Rộng quá, để quay nó quên quay camera qua nó lệch có một bên mọi người. Tám hecta thì nó nhỏ thôi nên mình di chuyển nó cũng khá là nhanh. Nói chung thì về cái hạ tầng của Raccoon City thì mình thấy là ok rồi. Mọi thứ rất là sạch sẽ. Đường khá là đẹp. Điện là điện nổi. Và về hệ thống đèn đường thì cũng đã lắp đặt rồi, nhưng mà không biết tối là có chiếu sáng hay không thì không biết ha. Chắc mai mốt phải làm một cái dạng video clip review ban đêm nữa ha mọi người nha. Để xem tối các dự án họ có mở đèn không. Về Raccoon City này thì chỉ có cái lối vào duy nhất của họ cho vào, đó là cái cổng chính. Lúc trước là cũng không vào được luôn, xe hơi là không vào được. Nhưng mà sau này hình như mình thấy là họ hé ra một chút, đủ để chiếc xe hơi chạy vào. Và vì thế mình có thể vào review cho mọi người xem. Nói chung là được vào là vui rồi. Quay các dự án cho mọi người xem rồi, để ví dụ như quý vị nào mà ở phương xa mà đầu tư dự án trên đây thì lâu lâu mới lên lần thì lên YouTube cũng có thể thấy được là cái đất nền mình đầu tư nó như thế nào. Đó là cái mục đích của mình làm ra cái kênh YouTube Chicaview này. Rồi thì tới cái chỗ này mình sẽ cho camera quay qua, quay bên ngoài một cái nữa ha. Rồi, chúng ta lại được quay thấy được một cái điểm khác của cái dự án Raccoon City. Bây giờ là khá là nắng rồi. Ôi, mỗi lần mà quay ra mặt trời nó chiếu vô chóng luôn mọi người. Nhìn mọi thứ tối thui. Rồi thì dưới 8 hecta thì mình chạy một xíu là nó hết rồi. Bây giờ sẽ ra ngoài cổng và kết thúc video clip. Thì ngay chỗ này mình thấy có một cái nền nhà, chắc có một cái nhà chuẩn bị xây nữa đó. Cái dự án mà có nhà xây là ok. Đây đây, thấy có một cái nền nhà này, thì chắc là chuẩn bị xây cái nhà hay là cái gì đó thì không hiểu lắm. Thấy cái mô hình nó lạ lạ, chắc không phải nhà ở, nó giống như một cái quán cà phê ấy mọi người. Đây là cái trục đường chính của dự án Raccoon City ha. Rồi bây giờ chui ra. Rồi cái video clip review dự án Raccoon City tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương của kênh Chicaview đến đây là hết. Xin chúc mọi người nhiều niềm vui và sức khỏe.
Hẹn gặp lại mọi người ở các video clip khác, review các dự án khác. Bây giờ mình băng qua đường và nhìn trái nhìn phải rất là cẩn thận. Rồi xin chào và tạm biệt mọi người. Bye bye.